Hello mọi người, lại là mình Tủ Viking đây. Thì từ khuya tới giờ thì tất cả mọi người chúng ta bị nhà phát hành John nha mọi người. Do hôm nay là ngày cá tháng 4 đó mọi người, cho nên là nhà phát hành John tụi mình cũng giống như là bạn bè cho nhau vậy đó bạn. Do ăn nhân dịp ngày cá tháng 4 nè, trời đất ơi. Thì các bạn nhìn qua bên kia kìa, NPC rồi là các nhân vật NPC á, người gác cổng rồi kìa. Thì là người bình thường á, không có bị xẹp đép như mình ha mọi người. Mà chúng ta thì ai cũng trở thành người giấy hết các bạn ơi, mỏng dánh thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách trở lại bình thường ha, cũng rất là đơn giản ha. Rồi cách là thay đổi ngày nha các bạn ơi, mình sẽ thay đổi qua ngày khác ha. Thì cái chức năng này nó sẽ biến mất cái chức năng mà bị nhà phát hành cho anh đó các bạn. Do nhà phát hành cho anh mình là ngày 1 tháng 4 mà, mình sẽ đổi qua ngày 10 đi. Qua ngày 10 thì nó sẽ hết nha mọi người. Rồi mình sẽ vào game lại. Thì cách này rất là đơn giản luôn, thì các bạn sẽ không bị choi nữa nha các bạn. Trời đất ơi, bây giờ vô game chúng ta sẽ trở là người bình thường lại ha. Đây này các bạn ơi, không bị xẹp lép như con tép nữa rồi. Không bị trở thành người giấy nữa các bạn. Khỏi cần phải SOS nữa rồi các bạn ơi, bình thường rồi ha. Ui, tuyệt vời lắm các bạn ơi. Rồi các bạn nào chưa tham gia cốt mũ Viking của mình thì tham gia cốt mũ Viking của mình ha. Mình sẽ tặng cho các bạn ba cái mũ vương miện nha mọi người. Bye bye mọi người, và đừng quên nếu thấy hướng dẫn này vui thì giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Cũng như theo dõi cốt mũ Viking của mình nha mọi người. Bye bye. Boop 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 bo